Rồi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú cô trúng mùa được giá. Là bữa nay miếng đất này xịt diệt mầm. Đó. Bữa nay là được 3 ngày. 3 ngày là xịt diệt mầm. Đó. Xịt hai loại thuốc. Hai loại thuốc mấy chú cô. Để rồi một lát mình quay hiệu thuốc cho mấy chú cô xem. Tại vì nói chung ra là hôm nay thời tiết nó lạnh thì chủ nào cũng như nhau hết. Đó là xịt đợi lúa nó lên lên mầm là ra càng lên mầm cây là mới xịt được. Tại vì sợ nó chưa có ra, chưa lên cây, xịt vô sợ nó chết, nó quéo luôn. Đó, quéo mọng luôn. Thuốc nó là nó phải nóng rồi cho nên đợi cho nó lên cây rồi mới xịt. Đó, là từ 3 ngày đến 4 ngày không mà mới xịt diệt mầm khu đất này đây. Đó, này là khu đất Chi Tôn An Giang. Đó. Là bữa nay 3 ngày xịt diệt mầm. Nè. Đó, đợi nó lên cây gì là mới xịt mấy chú cô. Chứ không có xịt liền được, nó như cái hột quéo quéo này đây, xịt vô có thể là quéo luôn. Đó, cái này là nó chưa lên cây, nó chỉ cái mọng nó còn thôi. Đó, như cái này thì lên cây nè. Đó, còn cái này thì nó mới mọng thôi. Bữa nay 3 ngày xịt thuốc diệt mầm mà xịt hai loại thuốc. Để lát nó chờ hai anh đó qua coi xịt thuốc gì đây. Trời gió bắc mà xịt bệnh quả mà bay cỡ này, rồi xịt máy bay thuốc nó bay cỡ nào nữa mấy chú con. Nói chung khu trên này là còn xịt bệnh quả nhiều, ta cần lượng nước nhiều. Ổng xịt hai lượt thuốc gì vậy? Botego 150. Này Botego xịt bình 150, bình 25 lít. Bò vàng cũng 150 luôn. Đây là con bò vàng. Bò vàng là thuốc diệt mầm. Đó. Botego là có lớn. Cái này nhiều. 150 luôn. 150. Bò vàng này hổm bà Diễm bà xịt nè. Hổm bà Diễm cũng xịt 150 mà xịt có một loại à, xịt diệt mầm á, có một thứ một vì là cái này xịt cỏ lớn. Cái này xịt diệt mầm rồi cỏ lớn, cộng cỏ lớn luôn, là cái này chắc xịt một quận à, chứ không có xịt hai quận. À, không có xịt hai lần. Đó. Và lúa này thì được 3 ngày. Đó. 14, 17, 18. 14, 15, 16, 17. Đó, tính cái ngày xạ luôn là 4 ngày. Đó, tính ngày xạ luôn là 4 ngày mấy chú cô. Đó là xịt diệt mầm với cộng cỏ lớn luôn, Botego với hiệu đầu bò. Đó. Đầu bò là diệt mầm.
vuông. Cũng tùy theo chủ, nó xịt nó muốn xịt đậm thì sờ thì xịt, còn muốn xịt nhẹ thì xịt. Đó. Chứ không ai mặn giống ai hết. Đó, mình cũng đi chia sẻ hiệu thuốc này kia, xịt trường mầm coi hiệu quả, mua mốt mình trở lại đây mình quay coi sạp phân này kia có cỏ mọc gì hay nhiều không, lúa gì nhiều không. Mà nói chung ra cái miếng đất này hồi lúc trước á, là lúa dần coi dữ lắm đó mấy chú cô. Đó. Mà ổng không biết cách nào mà làm cho nó hết nhiều dữ dằn luôn, lúa mằng không có trúng. Tại vì lúa dần coi, lúa đuôi á, nó lúa cỏ đó nó chiếm quá nhiều rồi. Cho nên cái lúa của mình nó không có nhiều. Tới ngày tháng là nó rụng hết rồi, đó, nó không có năng sức. Mình cũng xin nhắc lại đó, xịt diệt mầm cộng cỏ lớn luôn đó là được 4 ngày là khu đất này chi tô mang giang. Thuốc thì cũng nhiều loại, nó cũng nhiều chủ xịt mấy chú cô. Rồi thì xịt như ông chủ này nè, như ông Mười nè, xịt diệt mầm rồi cộng cỏ lớn. Đó, còn mấy chủ khác á, thì xịt diệt mầm xong rồi mấy ngày sau mới xịt cỏ lớn. Đó. Có người xịt hai loại luôn, cỏ lớn. Đó, còn có người thì diệt mầm một thứ rồi cỏ lớn xịt một thứ một loại. Đó. Mà thấy hôm trước mình cũng có xịt cho ba chủ là diệt mầm một thứ, cỏ lớn cũng một thứ. Đó. Cũng có một chủ thì xịt cỏ lớn diệt mầm một thứ mà cỏ lớn thì xịt hai thứ. Giai đoạn thì cũng tùy theo ngày nữa. Nó xịt một thứ thì nó hơi nặng chút. Nó lúa thì 7-8 ngày. Nói chung xịt cỏ lớn là 7-8 ngày. Video đến đây là hết. Và xem mà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.